Xin chào quý vị và các bạn nhà đầu tư. Gần đây AZFIN Việt Nam chúng tôi nhận được rất là nhiều các cái inbox của các nhà đầu tư. Họ cảm thấy rất là hoang mang và không biết phải hành động như thế nào trong cái thời buổi thị trường chứng khoán gặp cái dịch Covid như thế này. Vậy thì hôm nay tôi sẽ thay mặt cho AZFIN Việt Nam sẽ trình bày với quý vị và các bạn với chủ đề là chứng khoán cái thời Covid-19 này và hậu quả cũng như là hành động cho chúng ta như thế nào. Là chúng ta sẽ cùng nhìn ra các cái kịch bản về hậu quả từ dịch bệnh Covid-19 như thế nào. Thứ nhất là Trung Quốc lập dịch sớm, các nước không bị ảnh hưởng nhiều. Quý 2, kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi bình thường. Thì với kịch bản này thì GDP của Trung Quốc sẽ tăng trưởng thấp hơn so với việc dự báo trước đó khoảng 0,7%. Tức là họ vẫn tăng hơn 5% và các nước khác thì không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên với cái kịch bản này đưa ra hiện nay đã không còn hợp lý nữa. Khi mà các nước trên thế giới bị ảnh hưởng rất lớn, ví dụ như Hàn Quốc, số ca nhiễm đã rất là lớn, gần đến 10.000 và tiếp tục lan rộng. Ở Italia thì đã mất kiểm soát và phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc gia. Rồi là ở rất nhiều các nước như Pháp, Đức và rất nhiều nước khác cũng có cái số ca mắc rất là lớn. Và đặc biệt ở Mỹ, tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2020 thì số ca có thể lên đến khoảng hơn 1.100 ca. Và tỷ lệ người chết hiện nay cũng rất lớn, đặc biệt ở Ý lên đến hơn 600 người trên 11.000 người mắc bệnh. Và kịch bản thứ hai mà các chuyên gia kinh tế Bloomberg đưa ra đó là dịch tác động nhiều đến các nền kinh tế lớn. GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm về mức 2,3% so với mức 3,1% dự báo cho năm 2020 này. Thì thực sự với kịch bản thứ hai thì hiện nay đã xảy ra rồi. Tức là nếu mà dịch Covid được ngăn chặn một cách kịp thời trong một thời gian ngắn tới, trong tháng 3, tháng 4 tới chẳng hạn, thì cái kịch bản thứ hai này sẽ xảy ra. Thì như vậy là kinh tế toàn cầu sẽ giảm lên đến 0,8% GDP so với việc dự báo trước đó. Điều này sẽ ảnh hưởng tương đối lớn đến GDP toàn cầu, đến các nền kinh tế trên thế giới. Và kịch bản thứ ba đó là dịch bệnh lan rộng khắp GDP thế giới thì chỉ còn tăng trưởng có 1,2% so với dự báo 3,1% trước đó. Thì với kịch bản này xảy ra thì sẽ rất nhiều các nền kinh tế bị khủng hoảng. Ví dụ như Nhật Bản là gần như chắc chắn 100% khủng hoảng này. Italia chắc chắn khủng hoảng này. Hàn Quốc này khả năng rất cao khủng hoảng. Ngay cả Mỹ có thể khủng hoảng. Và tất cả các nước ở EU chẳng hạn thì chúng tôi cho rằng nếu dịch bệnh cái kịch bản thứ ba này xảy ra thì họ sẽ bị khủng hoảng đầu tiên. Đó. Đấy là một điều rất nguy hiểm. Với cái kịch bản thứ ba này thì kinh tế toàn cầu dự kiến là sẽ bị khủng hoảng tương đối mạnh, có thể tương đương với mức năm 2008. Và cái xác suất để xảy ra cái kịch bản thứ ba này chúng tôi cho rằng là có xác suất khá cao đấy, chứ không phải là không có xác suất đâu ạ. Bởi vì cái hiện nay cái dịch bệnh ở Italia chưa kiểm soát được, ở Mỹ bắt đầu bùng phát, ở Pháp thì cũng không kiểm soát được. Và rất nhiều nước khác cũng đang bị gánh chịu hậu quả nặng nề từ cái dịch bệnh này. Thì ở kịch bản thứ tư, kịch bản xấu nhất đó là GDP thế giới sẽ không tăng trưởng, ở mức tăng trưởng bằng không, khủng hoảng toàn cầu xảy ra, thậm chí còn lớn hơn cả năm 2008. Thì kịch bản này tôi cho rằng là xác suất xảy ra sẽ có, nhưng mà nó sẽ thấp hơn so với cái kịch bản thứ ba. Và AZFIN sẽ nghiêng nhiều hơn về cái kịch bản thứ hai hoặc kịch bản thứ ba ở trên đây, tức là GDP toàn cầu bị ảnh hưởng, ít nhất là các nền kinh tế lớn bị ảnh hưởng mạnh và làm GDP tăng trưởng chậm lại. Và chúng tôi có nghiêng về cái kịch bản thứ ba nhiều hơn, tức là dịch bệnh lan tràn rộng khắp, GDP thế giới chỉ còn tăng trưởng khoảng 1,2% và nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới khủng hoảng. Đó. Như vậy là có thể thấy rằng các cái kịch bản xảy ra đều có tác động ít nhiều đến nền kinh tế và làm cho GDP chậm lại, từ đó làm lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm rất là mạnh. Và vì thế cho nên sẽ tác động đến cái thị trường chứng khoán rất là lớn. Thì với những cái kịch bản trên và đánh giá trên thì chúng tôi cho rằng cái việc đầu tư chứng khoán cái thời Covid-19 này cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì nó tác động đến nền kinh tế và tác động đến thị trường chứng khoán rất mạnh. Cụ thể là GDP sẽ tăng trưởng của Việt Nam sẽ tăng trưởng rất chậm và nhiều ngành khó khăn, từ đó làm cho thất nghiệp gia tăng,
thị trường chứng khoán thì sẽ suy giảm nặng nề, thậm chí là khủng hoảng mạnh, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng như sau. Thứ nhất là về ngành du lịch, khách sạn, hàng không, dịch vụ ăn uống thì đang bị tàn phá nghiêm trọng, và lực lượng lao động ở các cái ở lĩnh vực này thì chúng tôi ước thôi chứ cũng chưa có số liệu chính xác, đó là khoảng 30% đã mất việc làm rồi hoặc là phải nghỉ ở nhà không lương rồi. Thì đây thực sự là một cái đòn giáng rất nặng vào các cái ngành này. Không những vậy mà từ các ngành này sẽ lan tỏa đến các ngành khác. Tức là ví dụ như là những người làm khách sạn, du lịch, hàng không, trước đây họ có thu nhập dồi dư thì họ có thể chi tiêu cho các cái dịch vụ ăn uống, mua sắm vân vân. Nhưng mà hiện nay khi lương của họ bị cắt giảm thì cái khoản lương còn lại có khi còn không đủ trang trải cái cuộc sống thường ngày. Do đó họ sẽ rất khó khăn cho việc là chi tiêu cho các cái lĩnh vực khác. Bởi vậy các lĩnh vực khác sẽ bị đuối dần và rất là nguy hiểm. Thứ hai đó là Covid ảnh hưởng như thế, ảnh hưởng đến các ngành như vậy. Thì lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết năm 2020 chúng tôi dự báo rằng xác suất rất cao là giảm so với năm 2019. Rồi là nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thì tăng mạnh. Bởi vì sao? Riêng năm 2019 theo thống kê của FinPro thì đã lợi nhuận của các doanh nghiệp cơ bản, lợi nhuận co của họ chỉ còn tăng trưởng có vài phần trăm mà thôi. Chính vì thế cho nên việc ảnh hưởng bởi cái dịch Covid-19 này, bên cạnh đó là ảnh hưởng với việc là liên quan đến cái thông tư uống rượu bia, thì từ đó nó sẽ làm cho cái nền kinh tế suy yếu và các doanh nghiệp sẽ giảm lợi nhuận. Và việc giảm trong 2020 là một điều hết sức bình thường. Và thứ ba là từ những cái nguyên nhân ở trên thì cái thu nhập của cá nhân và hộ gia đình sẽ giảm mạnh như chúng tôi vừa trình bày. Rồi là sức cầu sẽ yếu. Khi sức cầu yếu thì các cái lĩnh vực khác liên quan thì cũng bị yếu theo. Và thứ tư, thị trường chứng khoán sẽ kém hấp dẫn hơn rất nhiều. Và định giá cổ phiếu sẽ bị hạ thấp, tiền bị rút. Vì sao lại vậy? Vì chúng ta đơn giản như này. Giả định với một cổ phiếu tăng trưởng mạnh chẳng hạn như Thế Giới Di Động, nếu nó còn tăng trưởng với tốc độ 30%, người ta sẵn sàng trả PE cho nó 13, 14, 15. Nhưng nếu tốc độ tăng trưởng mà nó giảm về không chẳng hạn thì ngay lập tức PE nó có thể hạ về mức 8 lần. Tương tự như thế, toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam những năm trước đang có sự tăng trưởng lợi nhuận tốt. Chính vì thế người ta sẵn sàng trả PE cao, thậm chí đỉnh điểm PE cao nhất ở quý 4, tháng 4 năm 2018 lên đến 23 lần. Nhưng mà đến nay PE của thị trường còn khoảng 13.5 lần. Tuy nhiên nếu lợi nhuận 2020 giảm thì PE của thị trường tự nhiên bị dâng lên do cái EPS nó giảm xuống. Điều này sẽ làm cho thị trường chứng khoán kém hấp dẫn hơn. Hơn nữa khi mà toàn bộ các cái doanh nghiệp giảm lợi nhuận như thế thì người ta sẽ hạ cái PE của thị trường xuống thấp hơn. Bởi vậy cho nên là cái kênh chứng khoán trở lên không được hấp dẫn lắm. Do đó là tiền đã rút ra. Và thực tế cho thấy riêng tháng 2 vừa rồi, tháng 2 năm 2020, tiền nước khối ngoại đã rút ròng lên đến khoảng 2.300 tỷ đồng. Và trong tháng 3 này họ tiếp tục bán ròng liên tiếp ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam để bảo vệ cái vị thế của họ. Và thứ năm, với những cái ảnh hưởng như trên thì chúng tôi cho rằng là cái xác suất xảy ra khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam là có và là tương đối cao đấy. Bởi vậy điều này nó sẽ làm cho cái thị trường chứng khoán lại giáng thêm một đòn sụt giảm mạnh nữa. Đó. Và thứ sáu, chúng ta hãy lưu ý rằng cái thấp điểm nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán PE bằng có khoảng 7.5 đến 8 lần năm đầu năm 2009 mà thôi. Thế thành ra cái việc định giá PE thị trường hiện nay là 13.5 chưa chắc đã phải là cái mức rẻ nhất rồi. Đó, chúng ta lưu ý là như thế. Tiếp theo PB năm 2009 đâu đó chúng tôi thống kê còn có 0.8 đến 0.9 lần mà thôi. Trong khi hiện nay PE của thị trường như tôi vừa trình bày khoảng 13 đến 13.5 lần. Chính vì thế cho nên nếu cái Covid này nó tiếp tục diễn biến phức tạp và khó kiểm soát thì kinh tế Việt Nam sẽ có khả năng cao là xảy ra khủng hoảng. Khi đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ cực kỳ khó khăn. Điều này không phải là tôi nói quá đâu ạ. Bởi vì khi khủng hoảng xảy ra thì rất là kinh khủng. Ví dụ như ở Mỹ khủng hoảng xảy ra năm 2000 chẳng hạn thì điểm số của Dow Jones còn giảm một nửa cơ. Từ khoảng 14-15 ngàn về đâu còn có khoảng độ hơn 7 ngàn. Rồi tương tự năm 2008 cũng thế, Dow Jones của họ giảm từ 16 ngàn còn gần 8 ngàn, tức là giảm hơn 50%. Thì đợt vừa rồi Dow Jones đã lập đỉnh ở khoảng 29.700 gì đó.
thì nếu khủng hoảng xảy ra, thì nếu nó về tầm khoảng độ 15-16 ngàn thì cũng là một chuyện có thể đấy, hoàn toàn có thể ạ. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị rất là tốt cho các cái kịch bản có thể xảy ra. Vậy hành động của nhà đầu tư chứng khoán là gì? Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là nên giữ tỷ lệ tiền mặt tối thiểu 50%. Tối thiểu 50%. Thứ hai là tích lũy và chuẩn bị sẵn sàng tiền để khi khủng hoảng bi đát nhất thì chúng ta có tiền để chúng ta bỏ vào chứng khoán để có thể mua được những cái cổ phiếu rất hấp dẫn. Tránh trường hợp là khi cơ hội ngon đến và chúng ta rất là muốn rồi ấy, nhưng mà thực sự lực bất tòng tâm thì điều đó là một điều rất nguy hiểm đó. Để làm được điều đó thì phải giữ tỷ lệ tiền mặt tối thiểu trên 50% tài khoản. Và thứ ba là chúng ta phải tránh xa những cổ phiếu có chu kỳ mạnh ở cái giai đoạn này đó, không được phân bổ vào cái cổ phiếu có chu kỳ mạnh ở giai đoạn này, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến hàng không ở giai đoạn hiện tại, chứ chúng tôi không nói khi khủng hoảng đi qua nhé. Tiếp theo, thứ tư đó là với 50% tiền còn lại, trên 50% tiền thì chúng ta tốt nhất là nên gửi banh, còn số còn lại chúng ta để trên thị trường chứng khoán thì chỉ phân bổ vào các mã ít bị ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng bởi Covid. Khi giá cổ phiếu của các chứng khoán này giảm rất mạnh thì chúng ta mới phân bổ, còn không thì chúng ta cũng không nên phân bổ đó. Và đặc điểm của các mã chứng khoán ít bị tác động là như thế nào thì tôi đưa ra ở đây: một, đó là cầu của thị trường không bị giảm các cái sản phẩm này, thậm chí có thể tăng. Thứ hai là đặc thù kinh doanh thì doanh thu tiền tốt và ít bán chịu, đầu vào giá thấp hoặc là chủ động được đầu vào. Thì với cái yêu cầu đầu tiên đó là cầu của thị trường không bị giảm thậm chí tăng thì có các cái ngành sao, ví dụ như ngành dịch vụ y tế này, ngành thuốc này, hay là ngành điện nước này vẫn tiếp tục tăng nhưng nó tăng chậm hơn mà thôi. Rồi là đặc thù thu tiền tốt thì ở đây đó là cũng là các cái ngành như trên. Rồi thứ ba là cơ cấu tài chính của doanh nghiệp phải tốt, với điều kiện nợ vay phải thấp hoặc nợ vay với lãi suất cố định thấp. Chúng ta phải lưu ý như thế. Bởi vì sao? Kể cả các cái doanh nghiệp không bị cầu giảm, có nguồn thu tương đối ổn định, nhưng khi khủng hoảng xảy ra, nếu họ vay nợ quá nhiều, lãi suất mà tăng lên thì họ cũng bị ảnh hưởng khá lớn đấy ạ. Và thứ tư đó là những cái mã chứng khoán ý phải có cổ tức cao thì nó mới an toàn cho chúng ta, nó mới giúp chúng ta có cả nguồn tiền ngay cả những lúc mà thị trường khó nhất, và cái nguồn tiền này thậm chí còn cao hơn gửi lần ngân hàng khá nhiều đó. Và thứ năm là những mã ít bị tác động ngoài ra còn phải thêm một điều kiện, đó là định giá hiện tại phải nó thấp thì nó mới ít bị tác động. Tiếp theo, vậy các mã chứng khoán ý gồm những mã nào? Thứ nhất là về ngành dược và y tế thì chúng tôi thấy rằng đáp ứng rất tốt được nhiều cái yêu cầu ở trên. Tuy nhiên là để tìm doanh nghiệp có định giá hấp dẫn lúc này với ngành dược hay ngành thiết bị y tế, ngành y tế thì gần như là không có. Bởi vậy cho nên là chúng tôi bỏ qua ngành này. Rồi tiếp theo chúng ta đến đó là ngành thủy điện, gồm ví dụ như có cổ phiếu Buôn Đôn chẳng hạn hay cổ phiếu Sông Ba, đó là hai cái cổ phiếu thủy điện rất tốt hiện nay. Rồi nào về nhiệt điện thì có các cái cổ phiếu như ví dụ như PPC, HND hay RI đầu tư một phần khá lớn vào nhiệt điện thì cái cổ phiếu này cũng có bị ảnh hưởng nhưng mà nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít hơn đó. Tiếp theo là về cổ phiếu nước sạch thì gồm có TDM của Thủ Dầu Một này, BWE này của Bình Dương này, VCW này và VAV, thì đây là những cái cổ phiếu gần như không bị ảnh hưởng gì bởi khủng hoảng kinh tế, nó sẽ vẫn tăng trưởng nhưng mà chẳng qua là tăng trưởng thấp hơn mà thôi. Và thứ tư, ví dụ như cổ phiếu công nghệ FPT, tuy nói rằng là thị trường chứng khoán hay thị trường thế giới có thể khủng hoảng thì FPT chắc chắn bị ảnh hưởng, đấy là một điều chắc chắn. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng FPT sẽ bị ảnh hưởng ít hơn bởi vì các cái dự án công nghệ này kia của họ thì đã được duyệt ngân sách trước, nó sẽ bị ảnh hưởng thôi nhưng mà sẽ bị ảnh hưởng ít. Và lịch sử chúng tôi cho thấy là FPT qua cái giai đoạn khủng hoảng 2008 chẳng hạn, họ cũng chỉ bị suy giảm một chút xíu ở cái lĩnh vực phần mềm mà thôi đó. Và chúng tôi cho rằng đây cũng là một cái cổ phiếu ít bị ảnh hưởng, cần phải đáng quan tâm. Và khi chọn được những cái cổ phiếu rồi thì không phải là chúng ta cứ thế mua luôn,
mà chúng ta cần phải chọn cái thời điểm mua và phân bổ danh mục một cách hợp lý để cái lượng tiền còn lại trên thị trường chứng khoán ít nhất là được bảo toàn hoặc có thể sinh lời ngay cả lúc thị trường chứng khoán khó khăn nhất. Vậy thì chúng ta mua khi giá cổ phiếu giảm mạnh, chiết khấu so với định giá từ các công ty chứng khoán trên 30% đổ lên. Ví dụ nếu người ta định giá cổ phiếu FPT khoảng 70 chẳng hạn, thì tối thiểu chúng ta mua FPT phải là chiết khấu trên 30%, tức là trên 20 giá, tức là tối thiểu chúng ta mua là dưới 50, và càng sâu được thì càng thấp. Thứ hai, đó là phân bổ danh mục từ 3 đến 5 cổ phiếu. Chúng ta lưu ý rằng là không tập trung vào một cổ mà phải phân bổ 3 đến 5 cổ để có thể giảm rủi ro nhỡ chúng ta có sai ở một cổ nào đó. Và theo tôi, tốt nhất là phân bổ đều cho 3 đến 5 cổ đó. Ví dụ nếu 5 cổ thì mỗi cổ 20% cái lượng tiền mà chúng ta định mua chúng. Đó. Và thứ ba là chúng lưu ý là chúng ta phải mua bằng tiền mặt, không được dùng margin, và chỉ mua 50% lượng tiền chúng ta có dành cho chứng khoán là cùng thôi. Đấy là mức tối đa, không nên mua nhiều. Và trên đây là những cái điều tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về việc đầu tư chứng khoán cái thời khủng hoảng Covid và hành động của chúng ta như thế nào. Rất là hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ đầu tư hiệu quả trong thời gian tới, tránh được những cái rủi ro ở trên thị trường. Và đặc biệt, quan trọng hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng rằng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình rất nhiều các cái kiến thức cũng như là tiền để có thể chớp lấy cơ hội khi thị trường chứng khoán xảy ra bán tháo chẳng hạn, hay là khi giá cổ phiếu về mức rẻ đến mức bất ngờ, thì chúng ta có thể chớp lấy cơ hội và thay đổi cái vị trí trên bảng xếp hạng người giàu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.